vượt là phải nói là rất là giọt luôn anh em. Này vừa đứng vừa sập, thì đứng vừa sập, nói chung là vườn đất này lỗ lỗ đó các bạn ơi, thì rất là dữ dàng đó. Quái này thì bao đẹp bao ngon. Quá đã con máy các bạn. Gió thì nhiều cái lắm nha. Trên đầu có con cao đưa xuống cái đó các bạn ơi. Ta vừa ngã vừa đứng, vừa ngã vừa đứng. Thì rất là quỷ diệt luôn. Có đứng là chạy là anh em khỏi chơi. Lúa này nói chung là nó khô, nó đứng nó cái gì đó cho anh em ấy nó bị cháy anh em ơi. Cháy như là nó bị cái cây chở dây chân lá ủ lắm. Họ đẩy ghê không? 93 chạy không thôi, 93 đâu nha. Ủa đập chạy rất là đàn luôn các bạn. Máy không bựa. Động cơ 82 thừa lực rồi, hàm 95 này gắn vô cũng không có sao với nó đâu. Anh dân ma là phải ra cái 82 là phải ra cái hàm to gì nè. 85 sau này cũng phải ra cái hàm to các bạn. Sao mà sợ hãng dân ma sợ ra lúa hay sao đó mày ra hàm nhỏ nhỏ không à, chạy cho máy thừa sức không à. Còn quay cô kìa, ghê không? Quá chạy các bạn ơi. Bư gọi hết trơn rồi, bởi lúa xẹp mà chạy đập luôn. Đấy là rất là hay nha, hàm 95 mà làm gì rồi chạy rất đạt, hàm 95 nó dài. Anh em mà làm không chuẩn hàm 95 chắc nó sập sót lắm. Hạn chế nghiêng anh em, gắn vô hạn chế cho nó nghiêng nha. Nếu mà anh em binh mà để cho nó nghiêng thì hàm 95 này chắc nó sập không được luôn á. Tại nó bự mà nó nghiêng nữa thì thôi thua. Rất là đẹp luôn trời. Sớm mưa không biết thì sao lớn không mà chắc này nó còn hơi ướt các bạn ơi, chắc này cũng gần 12 giờ rồi đó. Một hai lao nữa là xong cái miếng bên kia rồi. Để có sẹp nhưng mà không có bị như là dạng như không có bị mà nặng máy á, không có đóng, không có kêu hùng kêu vọng gì luôn anh em. Có độn hàm là tại vì lúa nó bị cháy gầy á, hàm độn. Còn mà đóng hùng đóng bọng gì chưa có. Mình cũng thấy con này binh rất là đạt nè. Hàm thì hàm của ta nhưng mà cái vô bông thì giống hệt là cái vô bông của dân ma, hàm dân ma các bạn. Hay như hai cái số gì, bông của ảnh vô như là vô số vậy đó. Phải sao đẩy mạnh tới nhưng phải đập như cái cây hai cây kia, hai cây của dạng cua ta dân mai làm cát hơn. Họ đẩy kìa, đứng kìa, ghê chưa. Rồi lưới sẹp đó anh em ơi.
kéo các bạn ơi, nó kéo cũng sờ đâu quét phải không. Rồi thử cái sập ra anh em. Quá đã luôn anh em ơi. Có điều lá này, lúa này nó bị ủ rồi, đậu hàng rồi chứ máy này nó sập rồi, sát gốc sát gốc ra. Cái gì hàm nhân ma vậy đó. Mà này nhờ bư nha, không có sát, không có như thôi nhân ma mà nhờ hàm nha. Chắc bữa nay mình không có quay như không xuống sớm á, mình không biết mình đi, mình không có quay cho anh em coi sư phụ giải thích cách bên hàm của sư phụ ha. Bữa nào khác thì mình sẽ quay như mình xuống sớm, mình sẽ quay, tại sư phụ bữa nay cắt cũng nhiều, mình đi quay cũng nhiều máy anh em. Rồi sợ tối á, đợi thì tối thì sư phụ này mình có số điện thoại sư phụ này rồi anh em, cái mình có gì sau này mình sẽ điện, mình sẽ quay cho anh em hỏi sư phụ cách bên hàm rồi sư phụ chỉ anh em. Phụ này cũng tốt lắm, không có giấu giếm gì kinh nghiệm gì đâu anh em ơi. Thì sư phụ chỉ một chuyện anh em làm được không một chuyện nữa, như người ta chỉ cái này mà anh em như mình nói ta chỉ rồi xong rồi sao anh em làm không giống cách của ổng thì không đúng thì đâu đó được nha. Hàm thì để gấp chuẩn anh em thấy không, lũ lấy nè, nó rồi gan gà đều gan không. Quá đã nè em ơi, một vài ba lam nữa là xong khu này rồi. Sẹp chạy phải máy bên phải giữ sẹp phải chạy như cái máy này hàm nè anh em, dòng cái hàm đó nè thì cái sẹp là đường này gom thấy không, rất là đều luôn thấy không, thì sát gốc hàm 95 nghe anh em. Sơn hàm u ly đủ sơn luôn, cái này sư phụ cái nào sơn được không, sơn hết trơn luôn á, không chừa đây cho các bạn ơi. Để quý gì không? Cái lưỡi được thì nó ít độn, còn văn ma thì nó không vuốt được cái mỏ này thì nó bị độn nghe anh em.